WF47, huấn luyện và lưu trú thú cưng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FF47 Vlog. Đây là Marius Oblu Family, là một chú Malinois nhập Pháp. Hiện thì Marius đang ở Tây Nguyên với mình. Đây là một buổi chiều Tết lệnh cùng ôn lệnh với Marius. Đang mùa Covid nên hầu như là mình và Marius lựa chọn địa điểm thật là vắng vẻ để đi dạo mát cùng nhau, được đồng hành cùng một chú chó uy lực và dũng mãnh cũng như vâng lời như là Marius, đối với mình luôn là một niềm tự hào. Sau hơn 3 năm không tập, đang thực hiện lên giả chết. Như các bạn thấy, Lori rất là nhanh nhạy và ăn lại rất là tốt. Dù là lâu lắm rồi mình không tập với Lori. Lori là con gái của Bowie von Glandewood, nhà vô địch IBO của Đức, top 6 thế giới. Nó là một trong những chú Malinois được yêu nhất, thích nhất thế giới với cái khung gọn và cơ bắp. Glory là một cô chó cái dòng Malinois mà mình đã đưa về, đã được mình nhập về hồi từ cái lúc mà mình về Việt Nam. Mình mang theo Glory, là một trong những cô cưng cái mà mình ưng ý nhất. Glory sở hữu được cái khung gọng và cái thần thái cũng như cái tố chất hệt như là ông bố Bowie cơ bắp. Quan niệm của mình là nuôi ít nhưng mà chất lượng. Bạn phải có thời gian đủ để mà chăm các bé, dù là các bé là con cái nhưng mà cũng phải có thời gian nghỉ ngơi tập tành chứ không phải là một cái cỗ máy sinh sản. Như vậy thì quá bất công với những chú chó cái. Như các bạn thấy đây là Lady, một cô con cái VK nhân giống được sinh sản, được nhân giống trong nước khác, sở hữu khung gọng rất là to như được. Sau 2 năm không tập vì mình khá bận rộn, nhưng mà lệnh của bé vẫn rất là tốt, dù là hơi lệch vị trí vì lâu lắm không tập không chỉnh, nhưng mà các bạn thấy cái khả năng làm việc cũng như là cái drive của bé. Những đứa con được đúc ra từ Lady thì được anh em rất là yêu thích. Còn nhóc này là Ivan, một trong những cún đực mà mình rất là yêu thích. Ivan là con của Celebrita và Eric, cặp đôi mà vừa rồi anh em rất là săn đón cả trong và ngoài nước, các bạn, nhất là các bạn ở Thái Lan.
vì khung gọng cũng như đầu thủ của các bé được sẽ được di truyền từ bố mẹ, nên những anh em mà thích một chú Mali cơ bắp to khỏe, khung gọng tốt, chạng 37 tới 42 con thì nhưng mà phải là làm việc nhanh nhẹn, thông minh và có phần là điềm tính một tí, thì con những đứa con của Celebrita là một lựa chọn đáng giá. Đây là Infinity, một cô cung cái khác mà đã về Gia Lai định cư. Như các bạn thấy đấy, khả năng bám mùi hay là dry của bé rất là cao. Infinity thì sở hữu được bộ khung hệt như mẹ. Infinity thì được một anh chủ ở Gia Lai rất là yêu thương và đón về, và mình hoàn toàn yên tâm vì bé tìm được một anh chủ có tâm. Hy vọng là bé lớn lên bé sẽ sở hữu khung gọng tốt như là bố mẹ bé, cũng như là khả năng làm việc. Để kết thúc tập ngày hôm nay thì mình mời các bạn cùng ngắm những kỹ năng của ông nội của các bé, tức là Espion, một trong những huyền thoại ring Pháp mà được rất nhiều anh em cũng như người chơi trên toàn thế giới yêu mến. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui và an toàn qua mùa Covid. Ở đâu thì ở yên đấy các bạn nhé.